bạn cảm thấy phù hợp với cái nghề nghiệp và đam mê với ước mơ, nó chỉ là suy nghĩ thôi. Nhưng bằng hành động, bạn phải học nghiêm túc, bạn phải làm nghiêm túc, thì đấy chính là cái kết quả đền đáp dành cho cha mẹ. Và tôi nghĩ lúc này nếu bạn nghỉ và bạn không đi thì có khi lại làm cho cha mẹ bạn suy nghĩ hơn, bởi vì họ sẽ áy náy với bạn suốt cuộc đời. Em rất đam mê kinh doanh và rất muốn học kinh doanh để theo nghề ạ. Em cũng đã nỗ lực, đã đỗ trường doanh nhân CEO hôm qua. Rồi, cảm ơn bạn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn và số tiền đi học bố mẹ em đều đi vay hoàn toàn. Nhưng để thành công được thì phải mất khá nhiều năm. Em chấp nhận được điều ấy, tin rằng mình cố gắng nhất định sẽ thành công. Em sợ những năm tháng em chưa thành công thì đó là những năm tháng bố mẹ em phải chịu khổ bạn. Em có nên theo đuổi ước mơ không ạ? Bạn thì bạn đang suy nghĩ rằng là trong 2 năm, 3 năm bạn chưa kịp thành công, thì với số tiền mà bố mẹ bạn phải lo cho bạn đi học thì làm cho bố mẹ bạn là một áp lực và khiến cho ông bà khổ. Ngược lại, chiều ngược lại thì tâm lý của người làm cha làm mẹ thì lại nghĩ rằng con mình nó có ước mơ, nó quyết tâm như vậy, mình không lo tiền cho nó đi mà để cho nó ở nhà lao động thì khổ thân con mình và tâm của mình áy náy. Như vậy trong lúc này bố mẹ em và em đang bị giằng co một quyết định: cha mẹ không cho con đi thì áy náy vì thương con đi thì thương cha mẹ vì chưa giúp gì được cha mẹ, thì đã để một cái áp lực, một cái khoản nợ trên đầu cha mẹ. Tuy nhiên, nếu như bạn đặt mục tiêu ra mà trong vòng 3 năm mà cha mẹ bạn không đến mức độ suy sụp vì khoản tiền cho bạn đi đóng học, và hết một năm đầu bạn học và từ năm 2, năm 3 bạn nỗ lực kiếm tiền, thì trong 2 năm tiếp theo bạn đủ để trả nợ cho cha mẹ bạn. Điều quan trọng là bạn cảm thấy phù hợp với cái nghề nghiệp và đam mê với ước mơ, nó chỉ là suy nghĩ thôi. Nhưng bằng hành động, bạn phải học nghiêm túc, bạn phải làm nghiêm túc, thì đấy chính là cái kết quả đền đáp dành cho cha mẹ. Và tôi nghĩ lúc này nếu bạn nghỉ và bạn không đi thì có khi lại làm cho cha mẹ bạn suy nghĩ hơn, bởi vì họ sẽ áy náy với bạn suốt cuộc đời, vì họ già rồi, họ càng nghĩ hơn bạn. Thế còn ngược lại là nếu bạn đi mà bạn suy nghĩ áy náy quá thì rõ ràng cái kết quả trong hiện tại học hành và làm việc của bạn cũng không hiệu quả, thì vô tình cũng giết chết. Cho nên bắt buộc bạn phải lập một cái kế hoạch. Nếu bạn đi 3 năm bạn mới trả hết nợ, hết năm 1 thì bạn phải đi học rồi, năm 2, năm 3 bạn trả hết nợ, thì cuộc sống của bố mẹ bạn có tốt hơn nên không? Và liệu đấy có phải là thứ dìm chết cha mẹ bạn không? Còn nếu nó không dìm chết cha mẹ bạn thì bạn phải nỗ lực. Còn ngược lại, nếu nó dìm chết cha mẹ bạn thì bạn phải dừng lại và ở nhà để cho ông bà khỏe cái đã. Đấy, thì tôi khuyên bạn, và lựa chọn nó phụ thuộc vào hoàn cảnh của nhà bạn. Cái phao nhà bạn còn bao nhiêu hơi, sau 3 năm nữa thì liệu nó có chìm không? Nếu không chìm thì bạn đi và bạn quyết tâm, nỗ lực. Còn nếu mà để đến 2-3 năm nữa mà phao nhà bạn nó đã chìm rồi thì cách tốt nhất quay trở về phá phao đi, đừng cố gắng đi, vì như thế là hại cha mẹ bạn. Tôi không khuyên bạn theo hướng nào cả, mặc dù đấy là vào trường tôi nhé. Nhưng thứ mà tôi mong muốn lớn nhất của bạn đó là bạn có một gia đình hạnh phúc, một sự nghiệp tốt. Và gia đình hạnh phúc nó là nền tảng. Còn sự nghiệp của bạn tốt mà gia đình không hạnh phúc thì đấy cũng chưa phải là tốt, vì đấy không phải là đích đến nhá. Thì tóm lại, xem lại cái phao cứu sinh hết 3 năm xem có xịt không nhá, rồi chúng ta ra quyết định. Rồi, cảm ơn bạn. Trường đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam thực hiện sứ mệnh kiến tạo chủ doanh nghiệp tương lai theo mô hình quân đội, nơi sinh viên được đào tạo để phát triển toàn diện 3 yếu tố: thân, tâm, tuệ. Rèn thân kỷ luật, rèn tâm yêu thương, rèn tuệ khai phóng. Nơi giúp sinh viên học kiến thức thực tiễn từ các chuyên gia CEO hàng đầu tại Việt Nam. Nơi cam kết giúp 100% sinh viên tìm việc làm từ năm thứ 2.
nơi kiến tạo một thế hệ có tư duy và khát vọng làm chủ, có hoài bão được cống hiến, có năng lực dẫn dắt tương lai. Tất cả có tại Trường Doanh nhân CEO Việt Nam. Với 4 ngành đào tạo, ngành quản trị kinh doanh Business Board đào tạo sinh viên trở thành chủ doanh nghiệp, startup thành công. Ngành quản trị kinh doanh Business One đào tạo sinh viên trở thành cán bộ kinh doanh trong mọi mô hình. Ngành quản trị nhân sự đào tạo sinh viên trở thành giám đốc nhân sự, hướng đến làm chủ doanh nghiệp cung ứng nhân sự. Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành CEO Tourist đào tạo sinh viên trở thành chủ doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch và lữ hành. Sau 5 năm đào tạo, Trường Doanh nhân CEO Việt Nam tự hào là ngôi trường trung thực, chuyên nghiệp và lý tưởng, đã kiến tạo nên hàng nghìn chủ doanh nghiệp tương lai, góp phần tạo đột phá cho chất lượng giáo dục Việt Nam. Đến với Trường Doanh nhân CEO Việt Nam, người trẻ sẽ được học và làm việc với người thành công, được rèn luyện theo mô hình quân đội để rèn luyện kỷ luật tốt, học được chiến lược kinh doanh để đọc vị thị trường và tìm kiếm cơ hội, học được cách huy động vốn để khởi nghiệp. Vậy bạn còn chần chờ gì nữa? Hãy trở thành thế hệ tinh hoa tiếp theo của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam. Hãy đứng lên để định hình tương lai, nắm giữ vận mệnh và làm chủ cuộc đời ngay bây giờ.